gầy mưa ra bút con tim. Mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu. Thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân dài. Chính nhân ơi, xin anh chớ buồn. Chính nhân ơi, xin anh chớ buồn. Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ, hứa thương anh trọn đời. Những vui buồn âu thơ đêm lá thu rơi mười mấy thu tàn, tôi đã biết tên anh nay cánh xa rồi. Anh khoác chinh y, tôi còn ở lại đưa tiễn một người đi. Theo đoàn tàu đi xa xa thành phố, tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt nhớ xa xăm. Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh, băng mình vào sương gió, sống tròn kiếp trai hùng. Chính nhân ơi, khi anh chờ trọn đời, người yêu ra mừng. Em xin giới thiệu, đây là cặp lo của bộ dàn đại model là Pioneer X650. Lo này độc đáo với thiết kế lo 4 đường tiến, 1 bass, 2 trip, 1 mic. Lo 4 đường tiến, công suất của lo là 260W trên cặp lo, tức là 130W một thùng, trở kháng là 6 ohm. Lo là bass 27cm, hình thức đẹp xuất sắc. Đây em để găng tay cho các anh dễ hình dung nha. Đây, lo 4 đường tiến, thiết kế quá đẹp. Cặp lo này mình có thể ghép với amply xe đại, xe 36, ghép với amply xe rời, xe dân dụng 42. Các anh có thể dùng nghe nhạc hoặc karaoke đều được nha. Công suất của amply mà ghép hợp với cái cặp lo này từ 100 đến 200W. Chiều cao của lo là 58cm, chiều ngang của cả cặp lo là 66cm. Cặp lo này sử dụng tốt cho phòng tầm 50m2. Đồng bộ máy in da băng, hàng nội địa Nhật. Hình thức rất đẹp. Đem quay gần cho các anh xem hết vẻ đẹp của cặp loa này nha. Bây giờ em sẽ quay mặt sau. Công suất của loa là 130W một thùng, trở kháng là 6 ohm. Đồng bộ máy in da băng, led và rai đỏ và đen. Đây, góc cạnh của loa nha, em sẽ quay chậm rãi từ từ lên trên cho mình xem. Cặp loa này rất đẹp, rất là ok nha. Bây giờ mình sẽ quay ra mặt trước. Em sẽ test nhạc trẻ cho mình tham khảo rồi kết thúc clip test. Em ơi, chiều nay rừng sương phủ. Cúm H5N1 nhưng đã có
năng nhận hàng qua bưu điện tại nhà. Cái nào mua bộ vàng cặp lo này vui lòng cọc trước giúp em 500.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng với phí ship. Các anh vui lòng kết bạn Zalo hoặc gọi số điện thoại 0931008099 để bên em tư vấn gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau cũng như chốt hàng và ship hàng cho mình nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các anh nào mua hàng thì cứ liên hệ với bên em.